Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh trong suốt chặng đường audio. Vâng, hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2020, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thông báo hàng về. Vâng, trong những ngày gần đây thì cũng đã là ngày cận kề của cuối năm, chuẩn bị kết thúc một năm 2019, đón chào năm 2020. Thì cửa hàng vẫn cập bến những sản phẩm audio và những thiết bị nghe hay bày đẹp và trưng bày tại không gian của quý khách hàng trên 63 tỉnh thành có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, hôm nay thì cửa hàng có về được duy nhất là 3 sản phẩm, 2 sản phẩm audio và 1 sản phẩm là những sản phẩm như thiết bị, đồ dùng, và quý khách hàng có thể mua sắm các thiết bị nhanh nhất, sớm nhất trong lốt ngày mai. Bên vận chuyển phát hàng đi xa thì bên Viettel sẽ nhận hàng ship lặng trong lốt ngày mai và chỉ còn những đơn hàng cấp tốc, hỏa tốc đi nhanh trong các ngày tới. Thì quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc theo dõi kênh của Âm thanh Đức Hạnh và theo dõi clip này, quý khách hàng có nhu cầu đam mê những thiết bị audio, quý vị và các bạn có thể về trực tiếp cửa hàng. Cửa hàng vẫn mở cửa đến ngày 30 Tết nhé. Hết ngày 30 Tết luôn. Vâng, bên không gian audio thì còn rất nhiều những sản phẩm cửa hàng sẽ phục vụ quý khách hàng trong Tết và ngoài Tết Nguyên đán. Vâng, ngày hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2020, cửa hàng xin ra mắt cho quý khách hàng những sản phẩm về trong ngày hôm nay như sau. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng tiếp tục cập nhật được 5 chiếc đĩa than và một chiếc thì cửa hàng cũng đã đóng gửi vị khách hàng rồi. 5 chiếc đĩa than thì cửa hàng cũng đã đóng gửi vị khách hàng một chiếc Tuấn Vũ bướm trắng này rồi. Và có về được 2 cuốn có chương trình như sau: Như Quỳnh, Tuyệt Phẩm, Song Ca. Và một cuốn Ly Rượu Mừng, Nhạc Xuân đây ạ. Và có 5 chiếc đĩa than về với cửa hàng thì cửa hàng cũng đã đóng đi một chiếc cho vị khách hàng rồi. Và cũng những chiếc băng những chiếc băng đài những chiếc băng cassette về thì cửa hàng cũng đã đóng một số chiếc đi rồi. Và đây còn 4 chiếc về trong buổi chiều tối ngày hôm nay: Khánh Ni, Trịnh Công Sơn này, Ngọc Sơn Đặc Biệt, Giọt Lệ Sầu cuốn thứ 3, 16, 18 là Giao Linh, xin lỗi, Giao Linh 18. Và duy nhất có về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm nay là một chiếc đĩa than, xin lỗi, một cuốn băng Akai có chương trình như sau: Nhã K5 cộng Thanh Thúy 6. Nhã K5 cộng Thanh Thúy 6 có một cuốn nhé. Vâng, và trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây vẫn là một siêu phẩm về với cửa hàng. Và quý khách hàng sẽ nhìn qua clip này, quý khách hàng sẽ cảm nhận được chiếc đài này cũng giống một chiếc đài hôm trước cửa hàng cho về. Và chiếc đài này thì là chiếc đài Toshiba. Vâng, đây là một chiếc đài rất là hiếm luôn. Vâng, hôm trước về được một chiếc và hiện tại cửa hàng cũng biết là đang trên đường về, thì đây là chiếc đang trên đường về. Ngày hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2019 đã cập bến với cửa hàng được một chiếc có vẻ đẹp 98%, đẹp mỹ mãn. Vâng, quý khách hàng chỉ cần nhìn qua góc máy quay của cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh đang quay chi tiết những sản phẩm về trong ngày hôm nay. Và những vị khách hàng đã từng mua thiết bị bên cửa hàng như những sản phẩm như những chiếc đài thì quý khách hàng cũng không xa lạ gì với những sản phẩm mà cửa hàng thông báo hàng về nữa rồi. Vâng, đây là một chiếc đài Toshiba có vẻ đẹp 98%. Và hôm trước cửa hàng cũng đã có một chiếc về với cửa hàng được vị khách hàng đến từ Hải Phòng, anh cũng đã chốt sản phẩm rất là nhanh. Và đây cũng là sản phẩm rất là VIP và hot luôn. Chất âm thì rất tuyệt vời của chiếc đài
Toshiba có mã là 983. Này vâng, hôm trước thì cửa hàng có về một chiếc đây, quý khách hàng đang xem nhìn thấy đây là một chiếc khóa, quý khách hàng có thể lắp loa phía trên và lắp loa phía dưới rất là ok. Vâng, tem thì quý vị và các bạn có thể xoay được tem này luôn nhé. Vâng, như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy, đây là một dàn loa và một chiếc đài được thiết kế rất là tinh xảo và bắt mắt luôn. Quý khách hàng chỉ cần nhìn qua những chiếc bóng đèn ở trước màn hình đang được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn đây, đẹp như một cung điện nguy nga. Và chiếc đài về trong ngày hôm nay thì hôm trước cửa hàng về được một chiếc, cũng rất nhiều những vị khách hàng quan tâm và muốn mua thiết bị bên cửa hàng cung cấp và duy nhất chỉ có một chiếc. Nhưng vị khách hàng đến từ Hải Phòng anh cũng đã chốt rất là nhanh. Và ngày hôm nay cửa hàng có về duy nhất được một chiếc, có model là 983. Vâng, đây là một chiếc đài được thiết kế hai cửa băng cassette hai bên này, Toshiba, mới kinh khủng luôn. Cửa hàng sẽ quay cận cảnh cho quý khách hàng cảm nhận vẻ đẹp của chiếc đài về trong ngày hôm nay, nó có độ đẹp 98%. Vâng, model của sản phẩm thì đây, 983. Như hôm trước cửa hàng đã về một chiếc. Vâng, quý khách hàng có thể cắm điện trong buổi tối tại không gian nhà mình thì một chiếc đài này có vẻ đẹp rực rỡ luôn tại góc phòng audio. Vâng, độ rộng của chiếc đài này thì như chiếc đài Sharp 3.7 vậy, nhưng rất là nặng luôn. Và chất âm của những chiếc đài này thì tiếng bass rất là uy lực, tiếng chép cũng vậy, nhảy tanh tách luôn. Vâng, đây là một chiếc đài Sharp, xin lỗi, một chiếc đài Toshiba có mã là 983 về trong ngày hôm nay. Quý khách hàng có nhu cầu đam mê yêu thích chiếc đài này thì hãy liên hệ sớm nhé, bởi vì sản phẩm này rất là hiếm có luôn, rất ít có hàng luôn. Và chắc chắn đây là chiếc đài cuối cùng của năm 2019 cửa hàng xin ra mắt quý khách hàng. Mới lắm luôn ấy ạ. Tiếp theo lại là một chiếc đài vẫn là rất là hot luôn, một chiếc đài QT90 mặt vàng gold. Và chiếc đài này thì hôm trước cửa hàng có về được hai chiếc cách nhau không lâu và hai vị khách hàng cũng chốt đơn rất là nhanh. Và ngày hôm nay thì về tiếp một chiếc QT90 mặt vàng gold, đẹp mỹ mãn luôn, 98% độ đẹp, không phải cửa hàng Âm Thanh Hạnh cái nào cũng quảng cáo là đẹp 98%, nhưng có những chiếc còn đẹp đến 99%, 96%, 95%, 94% đều có cả nhé. Còn những sản phẩm được lựa chọn là hàng đặc biệt thì có độ đẹp 98%, chắc chắn sản phẩm phải đẹp hơn và đắt hơn rất nhiều. Vâng, cửa hàng xin khẳng định với quý khách hàng, những sản phẩm mà cửa hàng thông báo đẹp 98% thì quý khách hàng bỏ đồng tiền ra, không vị khách hàng nào có thể chê được sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, đây là vẻ đẹp của sản phẩm này. Vâng, chiếc đài QT90 thì chất âm tuyệt vời rồi. Chiếc chép này là chiếc chép xịn nhé, không phải như QT980, QT88 là chép này là chưa được, chỉ là chép để gắn vào đây để ấy thôi, để cho đẹp thôi. Còn đây chiếc chép này là chiếc chép xịn luôn. Chất âm của những chiếc đài QT90 thì quý khách hàng đã từng biết rồi, chất âm rất tuyệt vời. Vâng, độ đẹp 98% luôn. Vâng, để biết giá chính xác về sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày.
Và đến sản phẩm cuối cùng trong clip của ngày hôm nay là một chiếc máy hút ẩm. Chiếc máy hút ẩm sáp, chiếc sáp cột, và chiếc này thì có hình dáng rất là đẹp và xinh luôn. Chiếc này có dung tích hút một ngày là 16 lít, một chiếc sáp cột. Mang mã số 145. Vâng, cửa hàng không nhớ đến 144 hay 145 rồi, nhưng cửa hàng vẫn đánh số này là 145. Về trong ngày hôm nay có duy nhất một chiếc. Và chiếc này có dung tích hút là 16 lít trên một ngày. Máy còn rất là mới và đẹp này. Vâng, phối màu của chiếc máy lọc khí, máy hút ẩm về trong ngày hôm nay có màu rất là đẹp và sang luôn. Em rất yêu màu xanh và màu trắng này. Vâng, vậy ngày hôm nay cửa hàng có thông báo cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc được biết có 2 chiếc đài, một chiếc máy hút ẩm về trong ngày hôm nay và những chiếc đĩa, những cuốn băng đã cập bến với cửa hàng. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo 2 số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, và cửa hàng xin quay qua cho quý khách hàng. Có một vị khách hàng đang nhờ cửa hàng quay chi tiết những chiếc đầu giải mã bên cửa hàng. Và cửa hàng sẽ lướt qua cho quý khách hàng một vài phút nhé. Vâng, bên cửa hàng thì có chiếc đầu Sony ZA33ES. Và chiếc phía dưới là một chiếc GE4940 Donald Asuli. Và tiếp theo trên cùng là một chiếc JB920 của hãng Sony. Đây cũng là chiếc đầu giải mã. Và chiếc đầu Sony XA5ES là chiếc đầu chạy đĩa CD nhé. Và chiếc phía bên dưới là một chiếc GA50ES. 50ES có một chiếc này. Và bên cửa hàng thì đang có GA3.3ES và 50ES cửa hàng. Xin lỗi. Vâng, đây con này là chạy đầu CD. Dưới là một đờn ông. Một. Vâng, chiếc này là 1600. Vâng, vậy ngày hôm nay cửa hàng thông báo hàng về thì có những sản phẩm như vậy. Và bên cửa hàng thì đang có những chiếc đầu Sony và những chiếc đầu Denon như QS10 35 mã N dòng Limited cửa hàng đang có sẵn hàng. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.